Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, những tỷ phú giàu có thuộc hàng nhất thế giới là những người có thói quen sống tiết kiệm. Tỷ phú Bill Gates, người giàu thứ hai thế giới, vẫn đeo đồng hồ giá 10 đô la. Trong khi đó, người ta thấy Warren Buffett ăn bữa sáng chỉ dưới 3,17 đô la tại cửa hàng McDonald's mỗi ngày. Còn người đồng sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vẫn lái chiếc Volkswagen từ nhiều năm nay. Điều này cho chúng ta hiểu rằng, muốn giàu có thì trước hết bạn phải biết cách tiêu tiền. Người giàu không chỉ kiếm được nhiều tiền mà cách chi tiêu của họ cũng vô cùng hợp lý và tính toán kỹ lưỡng. Chi tiêu bốc đồng dễ dẫn tới lãng phí, bội chi và nợ nần là điều mà những người thành công thường không dễ mắc phải. Nếu như bạn đang lẩn quẩn trong cái vòng đầu tháng ăn tiêu xả láng, cuối tháng lãng vãng mì tôm, làm bao nhiêu cũng không đủ sống thì hãy coi lại mình có mắc một trong 7 cái bẫy tiêu tiền dưới đây không. 1. Chi tiêu vì cả nể. Người cả nể thường không ngần ngại chấp nhận hoặc không biết cách từ chối những gì ảnh hưởng xấu đến mình, nên thường bị thiệt thòi và bị người khác lợi dụng. Trong việc chi tiêu cũng vậy, có những người trong túi chỉ còn 1 triệu đồng để sống đến cuối tháng nhưng lại sẵn sàng cho người khác mượn 900.000 đồng vì sợ mất lòng người khác hoặc sợ người ta đánh giá thấp mình. Có câu chuyện triết lý cậu bé và viên kẹo thế này. Nếu mỗi ngày bạn đều vui vẻ cho một đứa trẻ ăn kẹo, đứa trẻ ấy sẽ rất đón chờ bạn và có vẻ yêu bạn. Hằng ngày, nó đều cười tươi khi trông thấy bạn và đến nhận kẹo. Nhưng đến một ngày, bạn hết kẹo và chẳng còn gì cho nó nữa, nó sẽ đối xử với bạn rất khác. Có thể nó gào lên bảo bạn keo kiệt, xấu xa hoặc đi khắp nơi nói xấu bạn. Triết lý cục kẹo nghĩa là khi bạn càng hy sinh nhiều vì người khác, không mang đến lợi lộc hoặc những gì sẽ nhận lại được. Nếu là người hiểu chuyện, họ sẽ trân trọng bạn. Nhưng nếu là người không biết điều, họ sẽ không nghĩ những gì bạn làm cho họ là điều hiển nhiên. Dần dần đó trở thành một trách nhiệm của bạn, mà nếu bạn không giúp họ là một tội lỗi. Bạn sẽ bị trở mặt khi không còn khả năng đáp ứng cho những đòi hỏi, yêu cầu của họ. Có câu người không vì mình, trời tru đất diệt. Ý nói rằng nếu bạn không yêu quý bản thân mình trước, thì bạn chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Trong việc chi tiêu tiền bạc, bạn muốn giúp người khác thì bạn phải có nguồn tài chính vững mạnh, đảm bảo chi phí sinh hoạt của mình không bị thiếu. Nếu giúp người khác mà mình phải sống túng thiếu, nợ nần, thì đó là cách tiêu tiền sai. 2. Để nợ chồng thêm nợ. Không ít người có thói quen tiêu tiền chỉ để có được sự công nhận của người khác. Họ luôn khao khát được xã hội nhìn nhận với ánh mắt ngưỡng mộ. Cái nhìn của người đời ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự trọng của họ. Lương của bạn 15 triệu, bạn dám mua một chiếc xe 20 triệu và chấp nhận trả góp. Không dừng lại ở đó, khi chiếc iPhone mới ra đời, để bằng bạn bằng bè, bạn sẵn sàng vay nợ để mua và vẫn tiếp tục trả góp. Mặc dù bạn có công việc ổn định, mức thu nhập tốt, nhưng chấp nhận mượn nợ để mua những tiêu sản, tài sản không sinh ra lợi nhuận là một sai lầm trong cách chi tiêu. Chẳng có khoản vay nợ nào mà không có lãi cả. Chưa kể khi có quá nhiều khoản nợ cần trả, bạn sẽ chẳng còn động lực nào để kiếm tiền nữa vì tiền chưa làm ra đã hết. Khi quá phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, bạn sẽ mua sắm những món đồ không cần thiết chỉ để làm màu với những người không hề và thậm chí không bao giờ quan tâm đến bạn. Căn bệnh chung của chúng ta là nhu cầu cuộc sống thì ít mà mong muốn thì không giới hạn. Và một khi những mong muốn ấy chiến thắng kỷ luật cá nhân, chúng ta lại phung phí toàn bộ số tiền vất vả kiếm được để mua sắm. Kết cục là bạn sẽ nghèo hoa nghèo, nghèo chồng nghèo. Đó là lý do mà nhiều người hay than vãn là mãi vẫn không đủ sống. 3. Chi tiền theo cảm xúc. Tôi hay gọi những người làm ngược lại theo nguyên tắc trên là những người đàn ông theo trường phái ngày chủ nhật. Đối với anh ta, chỉ cần hôm nay vui là được, chỉ cần hôm nay được thả ga hết mình là được, có tiêu hết số tiền đang có cũng chẳng sao. Anh ta không nghĩ đến chuyện khi cuộc vui kết thúc, ngày mới bắt đầu, anh ta sẽ dùng tiền ở đâu để ăn, để sống tiếp. Nhưng gậy ông đập lưng ông, niềm vui nhất thời ấy sẽ buộc bạn phải trả giá đắt trong tương lai. Sự thiếu chuẩn bị tài chính và quá nhiều nợ đều dễ khiến tương lai của bạn mệt mỏi, căng thẳng. Bạn càng bắt đầu tiết kiệm tiền muộn là càng đưa nhiều căng thẳng vào cuộc sống của mình. Ví dụ, nếu bạn muốn nghỉ công việc đang làm để theo đuổi thứ mình đam mê, nhưng bạn không có sẵn tiền tiết kiệm, dù quyết định thế nào, bạn cũng căng thẳng. Nếu nghỉ việc, bạn sẽ phải cố gắng kiếm tiền. Nếu không bỏ việc, bạn có thể căng thẳng vì đang lãng phí thời gian trong công việc mà bạn không thích. Khi không có sẵn tiền, bạn sẽ mất các lựa chọn. Việc chi tiêu theo cảm xúc, bạn sẽ dễ mắc những cái bẫy dưới đây. Bẫy giảm giá và khuyến mãi. Ban đầu không có ý định mua, nhưng khi thấy nó được giảm giá, bạn có xu hướng mua vì nghĩ mình được lợi. Thói quen này sẽ khiến bạn mua những món đồ không cần thiết. Bẫy phút chót. Mua sắm vào phút chót sẽ khiến bạn rơi vào tâm lý căng thẳng. Khi không có nhiều thời gian để lựa chọn,
bạn thường chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn hơn để mua. 7. Chi tiêu nhiều hơn tiết kiệm. Nhiều cửa hàng áp dụng chính sách giảm giá khi bạn chi tiêu một số tiền nhất định. Cái bẫy này khiến bạn mua nhiều mặt hàng hơn vì bạn sẽ có cảm giác mình tiết kiệm được một khoản tiền. Nhưng thực tế, bạn đã chi nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu. Mua sắm quá sớm. Việc này thường xảy ra đối với những mặt hàng hot. Vì tâm lý sợ cháy hàng nên bạn thường cố gắng mua sớm và chấp nhận mức giá cao. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại không dùng tới mặt hàng đó nên sẽ gây lãng phí. 4. Không có khoản tiết kiệm cho những trường hợp khẩn cấp. Bạn có để ý, khi còn là một thiếu niên, nếu bạn càng cư xử vô trách nhiệm, bố mẹ càng quản lý chặt hơn. Trong khi đó, nếu bạn tuân theo các quy tắc gia đình, hoàn thành mọi việc nhà trước khi đi chơi, bạn được bố mẹ thưởng nhiều tự do hơn. Tiền cũng vậy. Tiết kiệm tiền là cơ sở để bạn làm giàu. Bạn càng tiết kiệm được nhiều tiền, bạn càng tự do tài chính. Một người có 22 tỷ đồng sẽ có nhiều tự do tài chính hơn người chỉ có 2 tỷ. Và chắc chắn, người có 22 tỷ kia đã đối xử với đồng tiền có trách nhiệm trong một thời gian dài hơn người chỉ có 2 tỷ. Nếu bạn đặt ra ranh giới cho chi tiêu của mình để có thể tiết kiệm một phần thu nhập, bạn sẽ có nhiều tự do hơn. Những người thành công luôn có kế hoạch chu toàn cho những biến đổi lớn trong cuộc đời từ trước đó. Và chắc chắn, họ sẽ điều chỉnh chi tiêu sao cho phù hợp với những sự kiện sẽ xảy ra mà họ đã tính toán trước đó như kết hôn, mua nhà hay chào đón một thành viên mới. Tuy nhiên, đối với người nghèo, không có một khoản tiết kiệm nên khi xảy đến những tình huống lớn, họ bị động đối với tài chính. Lúc đó họ quay ra vay mượn và mang trên mình những khoản nợ khổng lồ không biết bao lâu mới lấp đầy được. Để quản lý chi tiêu một cách tốt nhất, bạn nên đề ra những kế hoạch dài hơn để chuẩn bị cho những biến động lớn trong cuộc đời. Điều này sẽ giúp bạn cân bằng tài chính và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn và gia đình. 5. Không nắm rõ chi tiêu từng tháng. Chắc hẳn nhiều anh em vào những ngày cuối tháng đều vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết tiền của mình đi đâu hết nhỉ? Mình có tiêu gì đâu? Có 3 lý do dẫn đến câu hỏi bông lung này là: các anh không lên kế hoạch chi tiêu hàng tuần, hàng tháng hoặc không tuân theo kế hoạch đã đặt ra. Không ghi lại chi tiết các khoản chi tiêu. Cái gì cũng muốn mua, không có những thứ cần ưu tiên. Một trong những việc làm mà những người nghèo không bao giờ làm, đó là việc thường xuyên tổng kết tình hình tài chính của cá nhân. Làm ra bao nhiêu tiền mỗi tháng, chi tiêu như thế nào, họ đều không quan tâm. Chính tâm lý ấy khiến họ không kiểm soát được nguồn thu, nguồn chi của cá nhân, gia đình mình. Có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, và tình trạng thiếu trước hụt sau vẫn thường xuyên diễn ra. Trái lại, người giàu có không bao giờ bỏ qua là việc thường xuyên tổng kết tình hình tài chính của bản thân. Người thành công luôn dành 30 đến 60 phút mỗi tháng để xem xét lại vốn liếng trong các dự án đầu tư, tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ. Khi phát hiện sự bất hợp lý hay khoản thâm hụt nào đó, họ sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Cách tốt nhất là bạn nên đặt lịch cố định mỗi tháng để kiểm tra tình hình tài chính nhằm điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cho tháng sau. 6. Không đầu tư cho bản thân. Tỷ phú đầu tư thế giới Warren Buffett đã từng nói: đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt. Bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này. Đừng chi tiền quá nhiều cho ngoại hình hay những trò tiêu khiển nhất thời. Quần áo rồi cũng sẽ lỗi mốt nếu bạn chạy theo sự thời thượng. Ngoại hình rồi cũng sẽ già đi theo thời gian. Chỉ có tri thức và kinh nghiệm mới ở lại mãi mãi. Và đó mới là thứ giúp bạn thoát nghèo. Sự nghiệp bình bình, công việc mỗi ngày đều giống nhau và bạn thấy vậy là ổn. Không hề, công nghệ mới đang thay đổi công việc hàng ngày của chúng ta. Nếu không phát triển, bạn sẽ bị đào thải. Hãy nhìn công việc mình đang làm theo nhiều hướng khác nhau, trung thực nhất với bản thân và nghĩ xem bạn thích gì nhất trong suốt những ngày làm việc vừa qua. Những hoạt động nào mang lại cho bạn năng lượng, sự hài lòng hay niềm tự hào? Bạn đã ưu tiên gì, sự nghiệp hay cuộc sống cá nhân? Ở chiều ngược lại, hãy nghĩ xem những lúc nào công việc khiến bạn cảm thấy bế tắc, thất bại và không tin tưởng vào bản thân mình. Tất nhiên kết quả của những câu hỏi trên không bao giờ là một công việc hoàn hảo nhất, nhưng nó giúp bạn bước sâu hơn vào thế giới nội tâm của mình. Từ đó đạt ra được những mục tiêu phù hợp với giá trị động lực bản thân, cũng như những lựa chọn nghề nghiệp thích hợp với mức lương hậu hĩnh hơn. 7. Nôn nóng làm giàu và đầu tư bừa bãi. Tôi hiểu tâm lý của những người làm mãi mà vẫn nghèo. Họ sẽ luôn tìm kiếm và theo đuổi một cơ hội mang tên đổi đời. Nhưng phần trăm cơ hội đổi đời không nhiều. Phần lớn sự giàu có đều cần kiên trì và nỗ lực trong một thời gian dài. Vì muốn giàu lên nên người nghèo thường có bao nhiêu tiền, họ đổ dồn vào một kế hoạch hoặc dự án kiếm tiền. Họ hy vọng dự án kế hoạch ấy sẽ giúp họ kiếm được một khoản kha khá, thậm chí đưa họ trở nên rủng rỉnh tiền bạc. Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm chi tiêu của nhiều người đàn ông hay mắc phải. Nguyên tắc quan trọng mà những nhà đầu tư ghi nhớ là không bao giờ được thua lỗ.
những người thành công luôn hiểu rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro như thế nào và thường chia nhỏ vốn cho nhiều dự án để giảm thiểu rủi ro một cách tốt nhất. Chính vì vậy, để đạt được thành công, trước khi quyết định đầu tư, bạn cần suy nghĩ một cách cẩn trọng, cần đưa ra nhiều câu hỏi về mọi khả năng có thể xảy ra, để từ đó có những kế hoạch cụ thể nhằm đối phó với những rủi ro đó. Bạn thân mến, sự thành công, giàu có là cái đích mà người đàn ông nào cũng hướng tới và khao khát có được. Học cách kiếm tiền khó một, nhưng học cách tiêu tiền thì khó 10. Bởi vì bạn rất dễ bị rơi vào những cái bẫy trên nếu không có tầm nhìn, kế hoạch và tính kỷ luật trong việc chi tiêu tài chính. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn sớm nhận ra những sai lầm trong cách tiêu tiền của mình để thoát khỏi tình trạng làm hoài vẫn thấy thiếu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí quyết thành công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí quyết thành công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ thân mỗi ngày. Và nếu bạn muốn Bí quyết thành công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.